Đừng đặt ảnh thờ theo năm kiểu này, kẻo bán nhà trả nợ, tán gia, bại sản, nghèo không thể nào ngóc đầu lên nổi. Xin được chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc thờ cúng tổ tiên không cần quá cầu kỳ, nhưng mà cũng không vì thế mà bạn được chủ quan và cầu thả. Bên cạnh việc sắp xếp theo trật tự đúng phong thủy thì bạn cũng nên thể hiện sự thành tâm của mình. Để quá trình thờ cúng của bạn trở nên thuận lợi hơn, bạn cũng cần phải biết cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên, đặc biệt là tránh phạm phải những điều cấm kỵ trong việc sắp xếp ảnh thờ để tránh bị thần linh và ông bà tổ tiên chúng ta trách phạt. Vậy thì những cấm kỵ trong việc sắp xếp ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên là những điều gì? Hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta khám phá trong chương trình ngày hôm nay để có thể giải đáp được thắc mắc của mọi người. Và trước khi nghe Phong thủy Gia Cát chia sẻ những thông tin trên thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng và là phong tục có từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Bàn thờ chính là nơi hội tụ linh khí và mang ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. Do đó, việc bày trí trên bàn thờ sao cho phù hợp với phong thủy là hết sức quan trọng mà gia chủ nào cũng cần phải biết. Bàn thờ tổ tiên là nơi để con cháu tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính với đấng sinh thành, gia tiên và những người trong gia đình đã khuất. Phong tục của người Việt Nam ta đó chính là sẽ đặt di ảnh của người đã khuất trên bàn thờ cùng với bát hương để thờ cúng và tưởng nhớ đến người mất. Nhưng lại có rất nhiều người không biết việc đặt di ảnh cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định, chứ không thể nào đặt tùy ý. Việc đặt di ảnh sai vị trí đôi khi đã khiến cho gia chủ phạm phải những điều cấm kỵ. Điều này sẽ khiến cho bạn gặp phải những chuyện không may mắn và sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình đục đục với nhau. Do đó, việc sắp xếp di ảnh đúng là hết sức quan trọng. Khi sắp xếp đúng vị trí thờ cúng bằng tấm lòng thành kính của mình sẽ giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng và bình an hơn. Dưới đây là một số điều cấm kỵ mà một số gia đình vẫn hay mắc phải khi mà sắp xếp ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên. 1. Để chân dung của hai người trong cùng một bức ảnh. Một trong những trường hợp đó là cụ ông cụ bà mất tại thời điểm với nhau nên con cháu thường sử dụng chung một ảnh thờ. Mặc dù hành động này mang một ý nghĩa lớn nhưng chính là một hành động tối kỵ. Nhiều người quan niệm rằng việc dùng chung ảnh thờ sẽ là lời nhắc nhở đến con cháu về sự yêu thương và gắn kết như ông bà. Tuy nhiên, theo các nhà phong thủy thì hành động này chính là hành động bất chính. Chính điều này đã khiến cho các cụ có cảm giác bị khinh nhờn và không được kính trọng. Đôi khi chỉ vì hành động đơn giản này sẽ khiến cho gia chủ gặp họa và kém may mắn. 2. Không tuân thủ quy tắc trai bên trái, gái bên phải. Trong dân gian có rất nhiều cách để cha ông ta có thể giải thích được câu nói nam tả nữ hữu. Để có thể đúc kết và chứng minh được sự chính xác của câu nói này, người xưa đã phải quan sát và sự vận chuyển trong tự nhiên cũng như các yếu tố bên ngoài bên trong của con người tác động vào. Khi bạn đứng quay mặt về hướng nam thì mặt trời sẽ mọc phía tay trái, người ta còn gọi là tả. Sau đó mặt trời sẽ lặn phía bên phải, người ta còn gọi là hữu. Bên cạnh đó, người xưa còn cho rằng nam xung huyết sẽ diễn ra vào buổi sáng từ 3 giờ đến 5 giờ. Thời gian này sẽ đem đến can khí vượng và huyết xung. Ngược lại, nữ trầm bởi thận sẽ diễn ra từ 4 giờ đến 6 giờ chiều, tức là thận khí khỏe. Chính từ các hiện tượng ngoại cảnh và nội cảnh này mà đã sinh ra nhiều thuyết như nam tả nữ hữu, nam huyết nữ khí, nam can nữ thận, nam dương nữ âm. Cũng nhờ đó mà cách đặt ảnh thờ ông bà trên bàn thờ gia tiên cũng có nguyên tắc nhất định. Có một số gia đình hiện nay cứ ai mất trước thì đặt bên trong, điều này là hoàn toàn sai lầm. Nguyên tắc này không chỉ phù hợp với thực tế mà còn phù hợp với phong thủy của gia chủ. 3. Để ảnh thờ dính bụi bẩn. Ảnh thờ cần phải thường xuyên vệ sinh và lau chùi để thể hiện sự kính trọng của gia chủ đối với ông bà của mình. Bên cạnh đó, bạn không nên để các đồ vật không liên quan trên gian thờ hoặc là những vật phẩm có thể che khuất ảnh thờ, làm giảm đi tính tôn nghiêm và thiêng liêng của bàn thờ. Ngoài ra, khi lau chùi bàn thờ, bạn cũng phải nên cẩn thận, không nên xê dịch và di chuyển ảnh thờ, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến phong thủy của cả gia đình. Việc tùy tiện đặt ảnh thờ sẽ ảnh hưởng đến hậu vận của gia đình, cho nên bạn cần phải hết sức lưu ý. 4. Đặt ảnh thờ lệch và ngang hàng với bát nhang. Một trong những điều cấm kỵ mà bạn nên biết đó là không nên đặt ảnh thờ lệch và ngang hàng với bát hương. Mặc dù đôi khi điều này chỉ là sự vô tình,
Nhưng trong quan niệm phong thủy lại cho rằng khi đặt lệch ảnh và ngang hàng với bát hương chính là sự bất kính của gia chủ đối với người đã khuất. Ảnh thờ của gia đình không được để chính diện chính là một việc làm tối kỵ lớn nhất trong phong thủy. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người còn cho rằng điều này sẽ vô tình khiến các cô hồn bên ngoài xâm nhập vào và lấy hết thức ăn của gia chủ dâng lên tổ tiên. Điều này đã làm ảnh hưởng đến phước báo, khiến mất lộc và thậm chí là nhà cửa tiêu tan. 5. Đặt ảnh thờ giữa bàn thờ. Nhiều người cho rằng việc đặt di ảnh của người đã khuất vào giữa bàn thờ là để thể hiện được sự tôn kính của mình. Song đây là quan niệm hết sức sai lầm. Vị trí trung tâm của bàn thờ là của thần linh và bậc tổ tiên, bởi vậy không ai có thể chen vào. Mặc dù là ảnh thờ của người thân cũng không nên đưa vào chỗ của thần linh. Do đó, bạn không nên cố chấp thực hiện cách sắp xếp ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên này sẽ khiến cho thần linh tổ tiên cảm thấy không được tôn trọng và bị xúc phạm, gây ra những điều kém may mắn. Quý vị thân mến, một bàn thờ cúng bái không thật sự phải quá cầu kỳ mà tùy theo điều kiện kinh tế mà gia chủ có được phong tục, cách cúng bái khác nhau. Tuy nhiên dù là ít hay nhiều thì bàn thờ gia tiên cũng cần phải có đầy đủ những vật cúng như bát hương, ba chén nước và đồ cúng. Một bàn thờ chuẩn nhất sẽ có đầy đủ những đồ vật như sau: bàn thờ, khám thờ hay ngai thờ, ảnh thờ, bát hương, đèn thái cực, lọ hoa cùng mâm ngũ quả, bộ đỉnh hương, ba chén nước, hoành phi và câu đối. Đây là những đồ cúng đầy đủ và hoàn chỉnh nhất ở trên bàn thờ gia tiên. Nếu có điều kiện thì bạn có thể sử dụng hoành phi và câu đối, còn không có cũng không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, khi thờ cúng tổ tiên, bạn nên xuất phát từ tấm lòng thành tâm của mình bạn nhé. Thưa quý vị, việc bài trí bàn thờ đúng với phong thủy không chỉ giúp cho gia chủ tránh được khỏi các vận hạn mà còn đem đến phúc báu sự thịnh vượng. Trong phần tiếp theo của chương trình Phong thủy Gia Cát, chúng tôi sẽ giới thiệu cách bài trí bàn thờ chuẩn nhất mà bạn không nên bỏ qua để có thể thể hiện được sự tôn kính của mình đối với tổ tiên. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần nội dung chi tiết ngay sau đây. 1. Đối với bàn thờ. Bàn thờ trong gia đình nên được đặt tại một không gian riêng. Phía sau bàn thờ cần là một bức tường vững chãi và không nên dựa vào cửa sổ hay cửa kính. Để không gian thờ luôn được tôn nghiêm, bạn nên chọn các màu sơn trầm như màu nâu, vàng kem, màu gỗ. Điều mà bạn nên lưu ý đó là không nên để bàn thờ nhìn ra hướng ngũ quỷ và tránh đặt bàn thờ dựa vào lưng nhà tắm hay phòng vệ sinh. 2. Đối với khám thờ, ngai thờ. Đối với gia đình có nhiều thế hệ, khảm thờ có vai trò đặc biệt trong không gian thờ cúng. Khảm thờ thường được làm bằng gỗ và được trang trí bằng hoa văn cầu kỳ và được khuyên nên đặt trong cùng với sát tường. Những gia đình có dùng ngai thờ để làm phần thay thế cho khảm thờ nên có thiết kế nhỏ hơn và gia chủ chỉ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên bên trong là được. 3. Đối với ảnh thờ. Đối với ảnh thờ tổ tiên, bạn nên đặt theo cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên mà bài viết đã đề cập ở phía trên để đem đến tính phong thủy và thể hiện được sự kính trọng của tổ tiên bạn nhé. 4. Đối với bát hương. Bát hương chính là đồ vật không thể nào thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình. Bát hương được dùng để cắm nhang, cúng bái và hành lễ. Số lượng bát hương trên bàn thờ nên là số lẻ, phổ biến nhất hiện nay vẫn là 3 bát hương. Đối với những gia đình có kích thước bàn thờ nhỏ thì chỉ cần đặt một bát hương nhỏ là được. 5. Đối với đèn thái cực. Đèn thái cực thường được đặt tại vị trí chính giữa bàn thờ và phía dưới của khám thờ. Loại đèn này luôn phải được phát sáng trong không gian thờ. Tốt nhất, bạn nên sử dụng đèn hoạt động bằng điện thay cho bằng dầu. Trong dân gian, người ta vẫn thường quan niệm thái cực sinh ra lưỡng nghi, cho nên trên bàn thờ nên có lưỡng nghi, tức là cặp chân nến. Do đó, bạn cần phải dùng đèn thái cực. Loại đèn này thường được gia chủ đặt tại hai góc bên ngoài của bàn thờ, như thể hiện ánh sáng của mặt trời và của cả mặt trăng. 6. Đối với lọ hoa và mâm hoa quả. Bình cắm hoa cần được đặt ở vị trí bên trái và mâm ngũ quả nên được đặt tại vị trí bên phải và được tính từ phía trong của bàn thờ nhìn ra ngoài. Theo các nhà phong thủy thì hướng này là hướng thuận theo khí vượng đem đến những điều may mắn. 7. Bộ đỉnh hương. Tùy theo điều kiện của bạn mà bạn có thể xác định có đặt đỉnh hương trên bàn thờ hay không. Bộ đỉnh hương thường có 3 phần và được đặt phía sau bát hương. Lư đồng sẽ có vị trí ở giữa và nến đồng cùng với hạt sẽ được đặt cân xứng ở hai bên. Bộ đỉnh hương này thường được dùng để đốt trầm vào những ngày lễ Tết để mang đến không gian thờ thêm sang trọng và linh thiêng hơn. 8. Ba chén nước sạch. Ba chén nước này thường được dùng để đựng rượu hoặc là nước sạch trong mỗi dịp cúng bái vào các ngày rằm hoặc là lễ Tết. Chén nước này cần được đặt phía trước bát hương trên bàn thờ. 9. Hoành phi, câu đối.
Việc lựa chọn hoành phi và câu đối trên bàn thờ không phải bắt buộc, nên bạn có thể lựa chọn hay không cũng không bị ảnh hưởng gì. Nếu bạn có thể, thì nên chọn cuốn Đức Lưu Quang thể hiện ý nghĩa Đức Sang lưu giữ muôn đời, hoặc Đại Tự Tích Thiện Dư Khánh có ý nghĩa đó là tích thiện có nhiều phúc đều được. Hiện nay có nhiều câu đối hay và ý nghĩa, bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Trong quá trình lựa chọn này, bạn nên ưu tiên những câu đối mang đến tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Quý vị thân mến, việc sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên sẽ không còn quá khó khăn khi mà bạn nắm được những thông tin nhất định. Trên đây là những điều nên tránh khi mà sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên mà bạn không nên bỏ qua. Và hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay bạn đã có được những kinh nghiệm để bài trí bàn thờ đem đến cho mình tài lộc và nhiều may mắn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.